quý vị độc giả, các thầy cô cùng toàn thể bạn bè trên khắp mọi miền đất nước. Cổ nhân xưa có câu, để vàng để bạc không bằng để sách cho con. Bởi sách là kho tàng tri thức của nhân loại, đọc sách không những làm giàu trí thức, mà quan trọng hơn là còn giúp tạo nên cốt cách con người. Nên ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 284 QĐ-TTG lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam. Một quyết định quan trọng nhằm lan tỏa phong trào tự đọc, tự học của mỗi người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị độc giả, các thầy cô, anh chị và các bạn, văn hóa đọc, một bộ phận quan trọng của văn hóa đọc là động lực thúc đẩy sự hình thành nhân cách và năng lực của mỗi con người. Văn hóa đọc không chỉ giúp cho mỗi người giờ đây có trí tuệ để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức. Và ngày nay, cuộc cách mạng là cuộc cách mạng của công nghiệp 4.0 mà có thể giúp cho mỗi cá nhân chúng ta có một cuộc sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ hơn và ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó là còn cả hạnh phúc hơn nữa. Chính vì vậy, văn hóa đọc còn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Song bản thân văn hóa đọc có thể duy trì và phát triển lại cũng cần những điều kiện xã hội của nó, và đó cũng là những gì chúng em được thầy cô, bố mẹ lan tỏa và truyền kiến thức cho chúng em. Kính thưa quý vị độc giả, các thầy cô, anh chị và các bạn thân mến, dù còn nhỏ tuổi, chúng em, những thế hệ tương lai của đất nước, cảm thấy rằng thật may mắn và hạnh phúc khi được ở trong một môi trường có thầy cô, bố mẹ và các bạn đều là những người yêu quý sách. Chúng em được thầy cô và bố mẹ lan tỏa truyền cảm hứng đọc sách, yêu sách cho chúng em, để chúng em hiểu được rằng văn hóa đọc sách, yêu sách thì có giá trị gì đối với bản thân, gia đình và đất nước. Và hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, em rất vui khi được có cô MC nhỏ dễ thương trong bài dự thi để giới thiệu với mọi người một người anh trai mà em vô cùng ngưỡng mộ về thành tích học tập cũng như sự đam mê đọc sách của anh. Và anh là một tấm gương cho người em gái nhỏ như em noi theo. Anh ấy là Nguyễn Bá Minh, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Đã thấm nhuần nhận thức sách là nguồn tri thức vô tận. Sau mỗi giờ học kiến thức văn hóa, anh Minh luôn miệt mài đọc sách và trân trọng tất cả những cuốn sách của mình. Anh cẩn thận tỉ mỉ trang trí kệ sách thật đẹp đẽ, gọn gàng để tìm hiểu thêm về anh. Sau đây em xin mời mọi người lắng nghe đôi điều chia sẻ của anh về những cuốn sách mà anh ấy yêu quý và trân trọng, cũng như những điều hay bổ ích mà anh ấy đã cảm nhận được trong nội dung của những cuốn sách, mọi người nhé. Việc sách có đèn xanh và hai chủ đề đang đi
kể về chuyến phiêu lưu của một chú dế mèo. Cuốn sách gồm có 10 chương, mỗi chương đều là những câu chuyện cuộc phiêu lưu của chú dế mèo. Mèo lẻ út trong gia đình dế. Gia đình dế có tục lại sống độc lập từ thỏ bé, nên mèo chỉ sống với mẹ được 2 hôm, rồi mèo phải sống tự lập. Lớn lên, mèo trở thành một chú dế to khỏe, nhưng lại không kém phần tiêu băng, ấu mắt. Để rồi, chú đã gắn tiếp giết chú dế chóc. Trước khi chết, dế chóc đã hỏi với mèo một câu: ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, thì sớm muộn cũng mang bạ vào mình đấy. Đó là câu bác em ấn tượng nhất, nó đã để lại cho em một bài học thật quý giá. Sau đó, mèo bị bọn trẻ bắt đi. Vì tính kiêu căng, ấu hách của mình, mèo đã bị các xiên tóc gặm mất 2 cái râu. Mèo rất ân hận và từ đó chú quyết tâm trở thành người lương thiện. Chú chạy trốn khỏi bọn trẻ, cùng đi phiêu lưu khắp nơi. Mèo gặp được cô học trò đã bị bọn nhện bắt nạt. Mèo giúp cô học trò rồi tiếp tục lên đường. Tiếp đó, mèo gặp được chuối. Trước đây, mèo thường có thói coi thường chuối vì nghĩ chú thật là bẩn thỉu. Nhưng trong mắt mèo bây giờ, chú là một chàng dế to khỏe, tốt tính. Hai người họ kết nghĩa anh em, cùng nhau đi phiêu lưu khắp nơi. Mỗi nơi họ đi qua đều là những cuộc phiêu lưu thật thú vị. Cuốn sách này thật thú vị và em thấy thế giới thật thú vị và chúng ta được nhiều bài học. Đó là bài học về cách sống, phải sống khiêm tốn, không được kiêu căng, ống hách và biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Và chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trên đây là những cảm nhận của em về những cuốn sách, người bạn, người thầy. Em mong dịch bệnh Covid sớm qua đi để cuộc sống của người dân để có thể trở lại bình thường và chúng em có thể đi học trở lại. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe.